Tôn Nam xin chào tất cả các bạn click vào video của mình. Ngày hôm nay Tôn Nam đang có mặt tại xe máy nhập khẩu Tân Tạo với địa chỉ cụ thể 1164 đường tỉnh 825 tỉnh lộ 10 phường Tân Tạo quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh để có thể review qua và gửi tới các bạn về mẫu xe Suzuki Sachia F150 phiên bản của năm 2023 các bạn nha. Cũng như thông báo giá cụ thể trong thời điểm giữa tháng 10 của năm 2023. Để với những bạn nào đang quan tâm tìm mua tới dòng xe này, các bạn có thể tham khảo thông qua video của mình. Phiên bản các bạn đang theo dõi trên màn hình là một phiên bản Sachia chính hãng, được sơn độ 3D với màu sắc vàng đen, đi cùng với đó là cặp mâm màu đỏ nhìn cực kỳ ấn tượng và đẹp luôn. Trong thời điểm hiện tại thì mẫu xe Suzuki Sachia F150 cũng đang được rất nhiều các bạn trẻ ở khu vực miền Nam này quan tâm khá nhiều các bạn nha. Đặc biệt là với những ai yêu thích một cái sự cá tính nhất định, ấn tượng nhất định khi đi trên đường ấy, và vóc dáng nhỏ nhắn một chút, các bạn có thể điều khiển và lựa chọn cái mẫu xe Suzuki Sachia F150 này. Hiện tại thì độ cao yên của xe là 764mm, khoảng sáng gầm xe lên tới 150mm các bạn nha. Và trọng lượng của xe chỉ 110kg mà thôi, cực kỳ nhẹ luôn. Với một kiểu dáng thiết kế Hyper Underbone rất là lướt gió, đem đến cho các bạn những cái trải nghiệm cực kỳ thích thú. Đặc biệt là với những ai yêu thích tốc độ của dòng xe này, hoàn toàn có thể lựa chọn. Mẫu xe các bạn đang theo dõi trên màn hình được đại lý lên cho đó một số những cái món đồ chơi như ba ga để đồ này, giảm sóc phía sau của xe và chống đổ, rất chi tiết các bạn nha, cả trước và sau của xe luôn. Hiện tại thì mẫu xe các bạn đang theo dõi là một mẫu xe chính hãng, tuy nhiên thì được đại lý đã tích hợp gọn những cái vị trí đèn xi nhan ở phần trước và sau của xe vào với hệ thống chóa đèn pha và đèn hậu của xe rồi, để tạo ra cái sự gọn gàng cho cái mẫu xe Suzuki Sachia F150 này. Hiện tại trang bị cho xe là cục máy DOHC 4 thì làm mát bằng dung dịch 4 van Slender, dung tích cụ thể là 147,3cc, sản sinh ra công suất cực đại lên tới 13,6kW tại vòng tua bánh 10.000 vòng trên phút và moment xoắn là 13,8Nm tại 8.500 vòng trên phút. Hiện tại mẫu xe với hệ thống phun xăng điện tử FI và mức tiêu nhiên liệu của nó cũng khá là lớn, lên tới là 2,56 lít trên 100km. Hệ thống mâm đĩa của xe được làm khá là to này, ngàm phanh 2 bít tông. Và hiện tại mẫu xe này là mẫu xe chưa được trang bị hệ thống phanh chống bó cứng ABS các bạn nha. Giống như những mẫu xe Underbone như là Exciter hay là Winner, các bạn lưu ý chuẩn như vậy. Màn hình thì Full LCD hoàn toàn, các nút chức năng phím bấm trên xe trang bị thì gần như đã đầy đủ thôi. Đây các bạn có thể theo dõi. Với những cái món phụ kiện trên xe này, khi các bạn đến đại lý nói top 5 giới thiệu hoặc là bạn Trang giới thiệu, các bạn sẽ được giảm giá từ 30 đến 50% các món phụ kiện trên xe này, hỗ trợ tiền phí xăng xe đi lại và còn được giảm giá bán của xe từ 1 đến 2 triệu nữa các bạn nha. Rất cụ thể và chi tiết để các bạn có thể theo dõi. Sau đây thì mình sẽ tiến vào phía bên trong đại lý để quay thêm các cái màu sắc khác nữa để các bạn có thể nhìn ngắm với dòng xe Suzuki Sachia F150 này. Hiện tại ở Việt Nam chúng ta thì Sachia F150 có cả hàng chính hãng và hàng nhập khẩu. Nhập khẩu từ nước Indonesia, nhập khẩu nó sẽ đắt hơn một chút thôi, vào khoảng tầm từ 1 đến 2 triệu so với phiên bản chính hãng. Thêm nữa thì ở Việt Nam chúng ta còn có thêm phiên bản Suzuki Rider R150 thiết kế tương tự giống Sachia. Đây các bạn có thể theo dõi trên màn hình ở đây. Những cái mẫu xe mà có phần bắt gắn biển số phía trước ấy, như chiếc xe ngoài cùng đây ấy, là mẫu xe nhập khẩu các bạn nha. Còn những chiếc xe như Rider này, R150 này và Sachia F150 chính hãng trong nước, các bạn có thể theo dõi, nó sẽ không có phần bắt gắn biển số phía trước. Hiện tại trong thời điểm này, Rider thì giá bán rẻ hơn cả với mức giá bán từ 45 đến 47 triệu. Còn Sachia thì nhập khẩu và chính hãng giá chênh nhau vào khoảng tầm 2 triệu, từ 50 đến 52 triệu các bạn nha. Giá bán trong thời điểm hiện tại với dòng xe Suzuki này là cực kỳ ok và đáng để quan tâm trong thời điểm hiện tại. 50 triệu cho phiên bản chính hãng và 52 triệu cho phiên bản nhập khẩu với mẫu xe Sachia F150. Rất cụ thể và chi tiết. Với những bạn nào đang quan tâm tới dòng xe này, các bạn đến trực tiếp với xe máy nhập khẩu Tân Tạo với địa chỉ cụ thể 1164 đường tỉnh 825 tỉnh lộ 10 phường Tân Tạo quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh, và một số bạn ở tỉnh thành lân cận cũng được, các bạn đến trực tiếp đại lý để xem xe cho mình, hoặc là sẽ được đại lý ship hàng toàn quốc cho các bạn nha, hoàn toàn ok luôn. Hoặc các bạn có thể thông qua số điện thoại của bạn Trang là nhân viên bán hàng của đại lý với số điện thoại 0362973808 sẽ được bạn Trang tư vấn cụ thể về mẫu xe Suzuki Sachia F150 này. Ngoài màu sắc này ra còn có rất nhiều các màu sắc khác nữa, từ chính hãng này, zin này của nhà máy Suzuki, đến những mẫu xe được sơn độ 3D cực kỳ đẹp đến từ đại lý nữa, để các bạn có thể thoải mái lựa chọn.
giá bán là quá phải chăng rồi. Những thời điểm trước đây các bạn biết rồi, có những thời điểm lên tới gần 60 triệu cơ. Nhưng nay giá bán chỉ vào khoảng tầm 50 triệu cho mẫu xe Satria và 46-47 triệu cho mẫu xe Rider mà thôi. Cực kỳ rẻ để các bạn có thể có cho mình một mẫu xe Hyper Underbond các bạn nha. Với mẫu xe này thì mình có thể đưa ra một chút kết luận để các bạn có thể tham khảo như sau. Với một thiết kế Hyper Underbond nhỏ nhắn gọn gàng và cá tính một chút, với những bạn ấy có cái vóc dáng vào khoảng tầm mà dưới 1m6 hoàn toàn có thể điều khiển mẫu xe này một cách ok. Bởi cái chiều cao yên của nó cũng cực kỳ là thấp này. Chỉ với 765mm thôi, 764 chính xác là như vậy. Nên ý, với những bạn mà vóc dáng khoảng 1m6 ấy, là hoàn toàn điều khiển mẫu xe này một cách ok. Sàn vị trí khoảng sáng gầm xe cũng rất là lớn, lên tới là 150mm. Đi cùng với đó là các cái nội dung trên xe đều được trang bị đầy đủ, như loại khung sườn Underbond này, đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 3, dung tích bình xăng là 4 lít, hệ thống đèn pha LED này, rồi đầy đủ các nội dung. Và đặc biệt ý, là mẫu xe này có cái hốc để đồ phía trước rất là nhỏ gọn các bạn nha, ở dưới vị trí ba ga để đồ, khá là tiện dụng luôn cho một mẫu xe côn tay. Các bạn có thể để một số vật dụng cá nhân khác nhau trong cái vị trí cốp để đồ này. Nhỏ thôi nhưng mà cũng có cái tính tiện ích nhất định cho cái mẫu xe Suzuki Satria F150. Và đó toàn bộ nội dung thông qua video ngày hôm nay. Mình đã quay cận cảnh trực tiếp một phiên bản màu vàng đen sơn độ 3D trên mẫu xe Satria F150 chính hãng nha. Chính hãng trong nước còn cũng đã quay thêm một số những cái phiên bản được sơn độ 3D và sơn zin, được nhập khẩu cũng có, mà chính hãng trong nước cũng có, của ba cái tên gọi là Rider, Satria chính hãng và Satria nhập khẩu, để các bạn có thể tham khảo cũng như thông báo giá cụ thể trong thời điểm giữa tháng 10 của năm 2023 rồi. Để với những bạn nào đang quan tâm muốn tìm mua tới dòng xe này, các bạn có thể tham khảo thông qua video của mình. Yêu thích tốc độ, yêu thích kiểu dáng cá tính ngầu ngầu một chút, các bạn có thể lựa chọn mẫu xe ở đây, hoàn toàn ok luôn các bạn nha. Rồi, cảm giác này của mình, nếu hay các bạn nhấn like, chia sẻ, đăng ký nhiều hơn nữa để ủng hộ kênh Nga top 5 các bạn nha. Xin chào và hẹn bạn ở những video theo. Các bạn cùng theo dõi một vòng nữa với mẫu xe này để đưa ra quyết định lựa chọn cho mình.